Chào cả nhà. Nay 30 rồi. Nay thằng ra trời cúng. Cúng trời. Bữa giờ cũng chưa có cúng gì hết trơn á. Cuối năm rồi. Giờ mình cúng. Cái này là cơm thằng luộc đặng hồi thằng làm cật với gan với làm với cuốn phổi. Chút xíu nữa thì cái này thì thằng xào để thằng trộn với bún khô. Bún khô. Đang bắt nước à. Bắt cái chảo đó là trụng bún khô mà mình xào là mình trộn vô mà xào với rau cần. Đây giờ hôm đặt mấy cái lú, giờ này dở lú nữa cả nhà ơi. Được lú này được hai cua đực á. Ôi ôi đã ghê không, hai cua đực. Ôi đặt cái này ta kêu đặt lợp nè thì ba con cua vô cua đực không à, hình như con đây con cua cái. Vài xíu nữa thằng bắt nó ra. Cái này hôm qua thằng để mồi vô thì thảy xuống thì nó vô vậy, không biết nó không biết có không, nó thảy đại thử rồi. Cái này mình không có đặt 12 cái ngục được cả nhà ơi, tại vì cua nhiều lắm, cua con thằng thả nhiều lắm. Nếu mà đặt 12 cua ngục thì nó vô tới đầy hết trơn rồi mình gỡ ra khó lắm. Cho nên đặt cái này. Bữa nay đủ mặt hết hàng. Bé Tô, bé Bình, bé Bằng, bé Mì, con của chị Hai Hằng. Bữa nay sẵn có mấy đứa nhỏ nấu cho mấy nhỏ ăn luôn. Sắt cái này là làm sao? Sao gần như mấy trộn với nhưng mà hàng thường là xào hủ tiếu nha, là phải xào chung nó mới chín hủ tiếu. Còn bún khô thì không có, bún khô thì mình chỉ trộn thôi. Mày hơi dai à. Mày hơi dai à. Gan nữa vậy không? Đó cả nhà ơi. Bữa nay 30 rồi, nấu cúng rồi cái dọn dẹp nữa nè, mơ mùng 1 đi rước đi đốt nhang. Ông bà đốt nhang ông bà về thì mùng 2 có cô Lệ xuống thăm mới xuống chơi. Này bắt nước đặng luộc thịt. Luộc thịt ở hàng trộn gỏi. Gỏi này làm gỏi củ hành trắng với củ cây đỏ. Làm ít gỏi. Có mấy anh em ở đây vòng vòng thôi chứ không có ai. Làm ít à. Mình có mua hai con gà. Trời hai gà này ngon dữ rồi nha. Hai gà này nấu canh chua. Nấu lẩu canh chua. Chắc nấu một con thì hai con ăn hết đó mẹ. Nấu một con thôi, tại làm tới 4 món rồi. Nấu một con là được rồi. Con nó làm sạch cái đồ để tủ lạnh đi. Khi nào ăn thì ăn. Bà nội làm gà. Đánh lộn rồi kìa. Bà nội phụ Hằng chứ cũng có ai ở đây. Bữa nay Mực với Hải đồ đi mua gà hết trơn à. Cho nên cũng ai phụ. Này bún gạo. Bún khô quá. Bữa hổm tí ở Sài Gòn á cho hàng. Cho nên nay hàng xào. Xào thịt xong là hàng trụng bún này rồi hàng xào thịt hàng trộn vô rồi chứ không có xào bún. Có cái dao này không ạ? Nêm ít bột ngọt. Đường. Cho chị ít mắm vô. Rồi. Mẹ bắt tỏi vô. Bắt tỏi nha. Một cái tỏi cho bắt dầu lên. Đổ tỏi vô phi cây vàng rồi mình mới để thịt vô, thịt hăng nè với lòng. Mình nấu cả 10 người ăn nè chứ không có nhiều. Anh em ở xóm này nè
nồng. Cái này là biết mà Bi nó đâu không biết ăn lòng đúng không Bi? Dạ không. Mẹ có để con thật ngon mà. Thì mà không thích chín cái để hành vô nữa. Nãy bún này trụng hơi bị nhão rồi cả nhà ơi. Mà đổ vô đây trộn trộn lên này chứ cũng không có để lâu. Trộn cho nó gãi gãi nha. Thơm. Có một con gà mà quá trời luôn, phải mà làm hai con chứ nóc luôn á. Cho nó sang lại mình đổ nước vô. Này là đường ngọt, muối, hành nêm canh chua. Nấu lẩu đồ ăn ngán lắm cả nhà ơi, nên mình nấu canh chua. Cũng ăn rau cải cũng ăn biết ra. Nhưng mà mình nấu lẩu nấu canh chua. Nên canh chua. Dạo me. Gọi nữa đó nè. Ớt với quế với hàng nêm canh chua chín này, canh chua chín này. Rồi canh chua chín này. Để ra nè, ra vô rau nêm vô, để miếng ớt vô, xong rồi canh chua. Canh chua gà, gà này ngon lắm nè. Rồi xong, củ cải tím, củ cải trắng, củ cải đỏ. Ủa con hồi nãy cái tổ tôm. Đây là trộn gỏi tôm với thịt. Con này thì nước mắm, mày rửa vô. Trộn rồi thằng mới để tôm lên, tôm với thịt vô. Nái nguyên nó dục mà lụm lên rửa lại. Màu đẹp chứ không. Cải với cái củ ăn cải đỏ với cái củ hành quá trời đẹp. Ngon không? Ngon. Đủ màu sắc đúng không? Thiếu cái màu xanh. À, quên mua rau rồi. Không có rau. Đó, giờ để tôm lên. Bên này thì thịt.
có chừng 10 người ăn cả nhà ơi, mà làm đồ ăn quá trời không biết ăn hết không. Với trong nhà chừng mười mấy người đó. Giỏi quá. Thế luôn. Cái này trời của Trà Vinh quê tôi ăn Tết hả? Ăn Tết trời, cũng trời đủ đủ anh em đến tới chơi. Canh chua gà. Bún xào. Bún xào lòng. Thịt heo kho. Này thì gỏi, gỏi tôm với canh. Vô. Về con Ánh Ly nó đi chơi rồi, bỏ chồng đó. Chị cho anh Toàn cảm ơn chị nha. Chị cho anh chồng cảm ơn chị vợ nha. Ngồi chút xíu cái nằm chút cái nó khỏe lại. Nó vui quá bỏ cái buồn nó ra. Hả? Chưa ơi. Vô. Bắn nồi lẩu lên cho nó nóng nè. Gắn nhà ở bên chị vô cũng. Dạ. Nấu nhà nấu gì? Cũng xào thấy mấy món nhóc món rồi đó. Xào vô, xào vô tiếu là nó món. Đó lạ luôn. Xào vô tiếu là nó món. Xào vô tiếu. Xào hủ tiếu mà nó món mà nó xào với hủ tiếu. Xào với hủ tiếu là hai món lại sao? Đấy rồi. Nói luôn. Cả giá nữa. Nói chung là làm thì nói sao mà nói gì cái gì? Nói chung nó thì gọn thôi. Gọn thôi là sao? Là cái gì với cái gì mà nói coi. Hầm nè, xào tiếu nè, tàu tiếu là mà, cơm lục bia nè, chơi của đạn tôm lục bia mới có đạn. Tôm lục bia sáng mình nói là tôm hấp rượu. Bảy lục bia. Vậy là ba món. Cá cào chiên, khô cá cào chiên. Rồi thịt heo kho. Năm món luôn. Rồi cái món kia nữa để bên đi.
cái kia là cái gì? Không, anh nói vậy là hiểu rồi. Món kia là biết rồi. Đó, em cũng kêu chị làm món ăn hơn chị Hằng một món. Trời ơi, em hơn chị Hằng món kia thôi. 1, 2, 3, 4 món ha. Ủa, chị Hằng làm mấy món? Bỏ cho ông Lão uống bia bữa mấy năm trước thì uống bụng rồi. Hôm nay cho ông bia không? 2 nè, 3 nè, 4 nè, 4 món. Chị Hằng làm có 4 món à? Anh làm có 5 món. 5 món. Mày giữ được. Giữ rồi, khối đạn thiệt. À, nhưng mà nãy nó nói xào với hủ tiếu. Xào ra là mấy món? Dạ hai món rồi. Món rồi. Là nó gan món, là gan món đó là xào là cái tấu xào rồi. Hải sao chứ không biết được sao nữa. Hải nó chịu. Cứ làm thêm một món nữa mà không ai chịu nữa. À chỉ có hai con bác rồi em, đủ thừa ăn nhiều nha. Rồi, ăn chậm nha. Mới cơm no thấy bà luôn. Bye.